Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Mùa 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại cầu Gạch Cha, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có sổ hồng riêng với diện tích là chiều ngang 8,2m và chiều sâu là 39m, tổng diện tích là 313m², thổ cư là 299,6m² và được chủ chào bán với giá là 5 tỷ. Vị trí lô đất là nằm ngay chân cầu Gạch Cha, xã Bình Mỹ. Quẹo vào bên trái khoảng 100m là chúng ta sẽ tới vị trí lô đất. Đường vào lô đất của chúng ta có chiều ngang là 7m, hai xe ô tô né nhau. Lô đất của chúng ta nằm trong một con đường rất là nhiều nhà cao tầng và biệt thự. Hiện tại lô đất đã được chủ lên thổ cư 100%. Và đây là vị trí lô đất của chúng ta. Có chiều ngang là 8,2m và chiều sâu là 39m. Lô đất của chúng ta nằm trong khu phân lô bàn cờ, rất là nhiều nhà lầu và biệt thự. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra cầu Gạch Cha khoảng 100m và về ủy ban xã Bình Mỹ khoảng 200m. Trong bán kính 500m chúng ta có chợ, trường học, siêu thị, Bách Hóa Xanh rất là đầy đủ. Và từ vị trí lô đất chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 30 phút đi xe máy. Từ vị trí lô đất này chúng ta đi khoảng 400m ra tới đường Lê Văn Khương, quận 12. Một vị trí khá là đẹp. Đất có diện tích chiều ngang là 8,2m và chiều sâu là 39m. Với diện tích này chúng ta có thể xây một biệt thự, vườn rất là rộng. Hoặc là tách ra làm hai lô để bán sinh lời. Và giá chủ chào bán là 5 tỷ. Rất là rẻ nha quý anh chị. Hiện tại giá đất xung quanh xã Bình Mỹ dao động trên 20 mấy triệu đến 30 mấy triệu một mét vuông. Nhưng tính ra lô đất của chúng ta giá không tới 20 triệu một mét vuông. Toàn bộ đất thổ cư, đường rất là lớn. Phía trước chúng ta là cầu Gạch Cha, nó liền giữa xã Bình Mỹ và Hóc Môn. Đường trước đất của chúng ta là đường bê tông, có chiều ngang là 8m. Lô đất của chúng ta nằm trong khu đất cao ráo, có hệ thống cống thoát nước, điện và nước máy rất là đầy đủ. Lô đất của chúng ta nằm trong khu phân lô rất là nhiều nhà lầu và biệt thự. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 8,2m và chiều sâu là 39m, tổng diện tích là 313m, được chủ lên thổ cư là 300m, gần như là full đất luôn. Với diện tích này chúng ta có thể tách làm hai lô, một lô để bán, một lô để ở. Hoặc là nếu quý anh chị có kinh tế thì xây một cái biệt thự mini để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là ok. Và được chủ chào bán với giá là 5 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra tới cầu Gạch Cha khoảng 100m, rất là gần. Toàn bộ là đường bê tông, có chiều ngang là 8m. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Lô đất này thì nằm cách đường Lê Văn Khương, quận 12 khoảng 500m. Mà Phúc thấy giá đất bên đây rẻ hơn bên quận 12 rất là nhiều nha quý anh chị. Với một lô đất diện tích chiều ngang là 8m, chiều dài gần 40m, giá chỉ có 5 tỷ. Bên quận 12 với lô đất này giá phải từ 8 đến 9 tỷ. Một cái giá khá là mềm. Còn là biệt thự nhà lầu không nha quý anh chị. Cái cầu này có chiều ngang là 4m, xe tải, xe ô tô qua thoải mái. Lô đất chúng ta nằm trong đường thông nha, rất là nhiều đường vào lô đất. Và đây là đường dẫn ra ngay chỗ cầu Gạch Cha, ngay chân cầu luôn nha. Chúng ta đi khoảng 500m là tới đường Lê Văn Khương, quận 12. Rất là gần. Và chúng ta đã cũng thấy phía đường trước là ngay chân cầu của cầu Gạch Cha, ở bên Mỹ. Từ vị trí này chúng ta chạy chừng hơn 100m nữa là tới ủy ban xã Bình Mỹ. Trường học Bách Hóa Xanh rất là đầy đủ. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở khu vực quận 12 cũng như Củ Chi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.